Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Một thông tin sáng nay là nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, thì cả nhà biết rằng là trong thời gian sắp tới sư Minh Tuệ sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện, sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện, và những người mà yêu mến sư Minh Tuệ đó chắc chắn sẽ gặp được và coi như là sẽ được đến đảnh lễ. Nhưng theo cái góc độ cá nhân tôi đó nha, tôi thấy có điều chi đó sai sai trong cái sự việc này. Cái đó tôi nói thật, dẫu biết rằng là tất cả của chú anh chị, bản thân tôi cũng vậy, vẫn yêu mến, vẫn thích được gặp sư Minh Tuệ, vẫn thích một cái sự gặp gỡ, một cái gì đó. Nhưng mà thật sự qua cái điều này thì cho mình thấy rằng là hình như bắt đầu là có những cái sự những cái sự mà gọi là tận dụng gì rồi của chú anh chị. Bắt đầu là những thành phần bắt đầu có những cái sự tận dụng, tôi thấy là như vậy rồi đó. Biết rằng là cô chú anh chị quý mến sư Minh Tuệ, biết rằng là theo cái hạnh tu 13 hạnh đầu đà như thế, thì tôi chỉ nói với tất cả cô chú anh chị như thế này nè. Tỉnh táo, thứ nhất anh chị là phải tỉnh táo, thứ hai nữa chúng ta cũng không nên tập trung quá đông để đến mà coi như là gặp gỡ sư Minh Tuệ. Những cái điều đó là làm gì? Thứ nhất là gây cản trở, gây ùn tắc, gây nó mất an ninh trật tự, gây ra nhiều cái hỗn độn. Vì cô chú anh chị biết rằng là khu vực ở Gia Lai đó, thì khu vực cũng là vùng biên, thì nó nhiều cái thành phần nó trà trộn hay như thế nào đó thì chúng ta cũng không biết được cái hậu quả của nó. Nếu mà như cái tụi thành phần xấu này kia cái nọ là nó trà trộn. Nhưng mà riêng gì thì riêng an ninh của Việt Nam thì cô chú anh chị biết rồi, hàng đầu thế giới rồi, thấy không? Đó, ở đất nước của chúng ta thì không có xảy ra những cái chuyện mà nó đáng tiếc ở như nước ngoài đâu. Nhưng mà theo góc độ tôi khuyên tất cả của chú anh chị ấy, nên là coi như là đừng tập trung, đừng kéo đến làm ầm ĩ như thế. Vì nếu quý vị thương một người tu hành thì quý vị chỉ cần cầu an thôi, không? Cái kiểu mà giao cảm mà cả nhà, giao cảm mà mỗi người cầu một cái bình an, hoặc mỗi người cầu một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi là cũng được rồi. Rồi chúng ta đến đó đảnh lễ thầy sư Minh Tuệ đó, thì thứ nhất quý vị lại là lại cái gì, lại sư Minh Tuệ hay là lại chiếc y của sư Minh Tuệ hay là lại cái hạnh tu của sư Minh Tuệ, quý vị phải xác định được cái điều đó. Quý vị phải xác định được cái điều mà quý vị phải biết rằng là chúng ta đến đó đảnh lễ là đảnh lễ cái gì? Đảnh lễ bản thân sư Minh Tuệ hay là đảnh lễ chiếc y sư Minh Tuệ đang mặc, hay là chúng ta đang đến đó đảnh lễ cái hạnh tu của sư Minh Tuệ, đúng không? Vì những cái thứ mà sư Minh Tuệ hiện giờ đang có, những người khác cũng có, những sư Minh Tuệ đang làm thì những người khác cũng đang làm, bản thân chúng ta cũng làm được chứ không phải là không, thấy không? Đó, trong cái thời buổi cái mạt pháp bây giờ, cô chú anh chị thấy rằng là những kẻ mà ăn sằng nói bậy, ăn tục nói phét thì bắt đầu lần lần bị cấm thuyết giảng, bị cấm sống, bị cấm nói sằng, ăn sằng nói bậy, con chim bay vào ống quần rồi nè, rồi là nào là cúng tiền lẻ tiền chẵn vậy đó. Bởi vì con đường á, Phật dạy thì không, Phật dạy không có gọi là Phật dạy là tiền chẵn hay tiền lẻ, tiền lớn hay là tiền nhỏ mới là không có tội. Phật chỉ dạy chúng ta là hỷ xả buông bỏ, không tham sân si, không không gây thù oán á, thì dạy chúng ta luôn có tính hiền lành, thấy không? Đó, cho nên á, cái chuyện mà tiền bạc này kia cái nọ trong cái thời buổi nó mạt pháp như thế, thì hình ảnh của sư Minh Tuệ, một người buông bỏ buông xả tất cả để mà coi như là đi theo lời Phật dạy, thì vì cái điều đó chúng ta quý, chúng ta mến, chúng ta thấy được rằng là những người ta tu chân chính, ta không cần danh vọng, ta không cần hào quang, ta không cần tiền bạc, ta không cần cái thứ gì, ta cũng chả dựa chữ thức ăn, ăn một ngày vừa đủ nuôi thân, rồi uống nước đó, sau giờ ngọ không thọ thực bất kỳ thứ gì hết, thì chúng ta thấy những điều đó bắt đầu nó trái ngược lại với những người mà lên xe xuống ngựa, cởi lên xe xuống ngựa. Thì vì cái điều đó đó,
để cho chúng ta phản ánh ngược lại. Nhưng cho tới thời điểm này, tôi thấy một cái số thành phần nào đó họ đã tận dụng những cái câu chuyện từ xứ Minh Tuệ. Thì quý vị từ từ quý vị sẽ thấy những gì tôi suy đoán ngày hôm nay, chắc chắn những người, thậm chí là những người thân trong nhà khi mà người này có lợi ích, người kia không có lợi ích, thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái bùng nổ và những cái mà coi như là ngoài cái dự đoán, ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Chắc chắn nó chưa xảy ra thì chúng ta chưa nói, nhưng mà cứ dự đoán trước đi quý vị. Tôi nắm được một cái tình hình nó rất là như thế này. Nội bộ thì lộn xộn, lủng củng, không có là yêu thương lẫn nhau, không có gì hết, không, nói chung là không hợp lẫn nhau đâu. Cái gì cũng vậy, thì mình chưa có nói là ai, nhưng mà mình thấy nghe nói đâu là ban tổ chức chương trình thì nội bộ là coi như là không có có hợp lẫn nhau đâu. Thì để xem tổ chức như thế nào, ra làm sao thì mình cũng chưa có biết được, nhưng mà mình mong rằng mọi thứ nó diễn ra nó suôn sẻ. Đây là chỉ những lời phỏng đoán, là những lời nói, những lời mà mình chỉ là nghe cái người dân ta kể lại thôi, chứ còn mà để mà nói chính xác thì mình không nói chính xác được cả nhà. Nhưng mà mình nghe đâu nó rất là hợp lý, nó cực kỳ hợp lý và cực kỳ có lý luôn nha cả nhà. Cho nên vì cái lẽ đó đó, tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới sẽ có những sự việc ngoài ý muốn xảy ra về nội bộ lũng củng này, đó là điều chắc chắn luôn. Thì chúng ta thấy rằng đó, những người bây giờ đang tận dụng hết sức tối đa, nào là chuyến xe không đồng, nào là quán từ thiện, quán cơm không đồng dành cho Phật tử, rồi nào là phát quà phát nguyện rồi trên đó rất là nhiều như thế. Thì bây giờ mình thấy một điều như thế nào cả nhà, mình thấy một điều như thế nào, vì mình biết chắc một điều 100% như thế này nè, những kẻ mà cơ hội sẽ mon men đến đây chắc chắn với quý vị luôn, đúng không? Em với anh chị giống như mình đang tâm sự, mình cà phê nói chuyện đi, những kẻ cơ hội họ sẽ mang men tới đây, những người tu ké, tu láo, tu xạo gì đó cũng sẽ mon men tới đây để tìm danh, tìm lợi, tìm tiếng tâm, tìm cái hào quang của sư Minh Tuệ. Cho nên vì lẽ đó đó, những người mà lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để mà coi như là kiếm chác, kiếm tiền vân vân và may, tôi nghĩ rằng là nghiệp sẽ tới thôi, nghiệp sẽ quật thôi, không đường nào chạy. Không thật đó cô chú anh chị, một câu chuyện là chỗ chuyện có thật đó, chứ không phải câu chuyện nó chơi nó giả gì đâu, nó thật đó. Là tức là nội bộ lủng củng đó có đó. Hôm bữa mấy anh em YouTube đã chứng kiến rồi mà, đã chứng kiến tận mắt cái vấn đề là lủng củng rồi mà, rồi vấn đề chỉ trỏ rồi mà, thật sự luôn. Nhưng mà quý vị biết không, trong thời gian sắp tới này thì có một kênh YouTube nghe đâu là được gia đình mời để coi như là đưa thông tin độc quyền đó, như là không ai quay được hết, chỉ có đưa đúng kênh YouTube này thôi. Kênh YouTube này thì cũng anh em bạn với em thôi, những người anh em từ những ngày đầu, từ những ngày mà rất là khó khăn như thế, thì mình cũng đã giúp rất là nhiều, mà không phải nói gì, nhưng mà anh em thì tới nhau vẫn trân quý, vẫn quý trọng nhau, thì cũng có chia sẻ. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của gia đình mình, thì mình nghĩ rằng như thế này, cái chuyện mà duyên nó tới thì thôi, duyên tới đâu, duyên tới ai thì nó gánh thôi. Bởi cơ bản là trong xã hội, mạng xã hội bây giờ thì giật tít rất là nhiều, YouTube bây giờ họ giật tít rất là nhiều, còn những người ta làm đàng hoàng chân chính, ta không giật tít á, thì được cái sự tin tưởng người khác thì người ta nhờ thế thôi. Còn cái vấn đề mà đưa hình ảnh mà coi như độc quyền tới đâu, không phải cái vấn đề độc quyền này, không phải là do cái người YouTube này độc quyền, mà do gia đình người ta không muốn ai đưa, mà chỉ là muốn YouTube đầy đưa thôi đó. Cho nên là cũng không có nói được, thấy không, cái này là không có nói, không có trách ai được hết trơn á, chỉ người nhà người ta thích ai thì người ta yêu người đó đưa thôi, hình ảnh của người nhà người ta mà. Rồi nói gì chứ đưa lên không gian mạng xã hội, hàng trăm hàng ngàn kênh á, hàng trăm ngàn kênh họ ăn cắp video, rồi họ cắt, họ xén, họ làm lại đủ thứ hết, chứ đâu phải chơi đâu cả nhà.
Cho nên đó là về vấn đề này tôi dám chắc với cả nhà đó, thì một thời gian thôi nó cũng sẽ có sự cố xảy ra, theo tôi dự đoán nha, tôi dự đoán là như vậy. Còn xảy ra như thế nào đó thì phải nó xảy ra rồi chúng ta mới biết nó xảy ra như thế nào, đó là điều chắc chắn luôn. Chứ còn mà cái chuyện mà vấn đề chỗ nội bộ đó thì đó cũng cũng từ câu chuyện này nè, cả nhà sẽ chờ xem đó, cả nhà sẽ chờ xem rồi rằng là những người mà đang tận dụng, đang lợi dụng tối đa cái sự mà gọi là mạnh thường quân, hai ba từ mạnh thường quân để mà trót hầu bao, để cho những cái câu chuyện chẳng hạn như là làm đường rồi trồng cây rồi thậm chí là làm cóc đồ máy đồ lại, những cái việc đó tôi nói thật với cả nhà một điều này nè, hầu như không có nằm trong cái câu từ nào của Sư Minh Tài hết, đó là điều thật sự luôn, không có nằm cái câu từ nào của Sư Minh Tài hết. Mà chỉ như thế này, chỉ có những cái mà anh em cô chú anh chị nên nhớ một điều rằng chỉ có những cái mà nó tự nhiên, bản thân Sư Minh Tài đi tu khất thực ha, thì cũng phải là nó mà diễn ra một cách tự nhiên, chứ sư cũng không muốn là ai cúng tới tay của sư đó. Còn cái chuyện mà mọi người lợi dụng vào cái hai từ ba từ Sư Minh Tuệ rồi bắt đầu là mọi người làm đường là trồng cây rồi ôi rất là nhiều thứ, cứ mọi người cứ lên kêu gọi như thế, em thấy nó không có hay chút nào, thật sự luôn nó không có hay chút nào. Thứ nhất là Sư Minh Tuệ là cái người buông xả buông bỏ, bỏ hết tất cả để đi tu tập, mà quý vị cứ nghĩ đi, một người đã buông xả buông bỏ như thế đi tu tập thì họ đâu có cần cái gì đâu mà quý vị phải xây đường rồi kêu gọi đổ đường rồi nào là kêu gọi trồng cây bồ đề bự bồ đề nhỏ gì đó. Sư Minh Tài cái nguyện của ngài là cái nguyện đi bộ suốt đời chứ không phải là ở yên một chỗ ha. Rồi ngài đi tới đâu á, ví dụ gặp có duyên thì ngài sẽ ở đó vài hôm, và thậm chí cái mùa an cư nhập hạ đó thì bắt đầu là ngài sẽ hữu duyên ở đâu thì ở đó vài tháng qua cái mùa mưa đó, rồi là ngài mới tiếp tục lên bộ hành đi tiếp, đi khắp nhân gian, đi khắp đất nước, đi suốt đời như thế. Mà nhiều người bây giờ đang muốn trồng cây, đang muốn làm những điều đó, nó cũng đều là tốt thôi quý vị. Nếu như ví dụ như là 100 năm nữa, 1.000 năm nữa, theo tôi nha, đó, cũng có một cái câu chuyện, đó, cũng có một cái câu chuyện người ta sẽ viết. 100 năm trước có một ông đó, ông tự ông đi tu, đó, ông tu chùa không được, ông sẽ đi ra, ông đi tu tự, ông tu như vậy. Và sau khi lúc ông đi bộ 6 năm trời, ông đi bộ không nha. Người giờ sẽ người ta sẽ viết, người ta sẽ nhắc lại, người ta sẽ kể lại. Thậm chí có sách vở hiện giờ chắc người ta đã ghi chép rồi, để sau này người ta có truyền lại cho đời đời về sau. Chứ bắt đầu là người ta bắt đầu là có những cái hành tu, tại vì đạo Phật này là mấy ngàn năm rồi, đâu có bị là đâu có bị mà moi mà cái gì, đâu có bị nó lãng quên moi, đâu có bị mục nát hay bị gì đâu cả nhà. Mấy ngàn năm rồi vẫn truyền từ đời này tới đời khác, cha truyền tới con truyền tới cháu, cháu truyền tới chắc cái gì đó. Cho nên là một câu chuyện này chắc chắn người ta sẽ là coi như là người ta sẽ lưu truyền đời sau. Nhưng còn cái việc mà cái người ta sửa lời, người ta nắm hết thông tin câu chuyện như thế nào không thì chưa biết, nhưng mà người ta sẽ kể lại cho con cháu, lúc đó hồi lúc tôi ba ông còn nhỏ nhỏ, ông nhớ có một cái hiện tượng là ông Sư Minh Tuệ ông đó đi bộ như vậy đó mà được bà con dân chúng ta thương quá trời, còn ta đi bộ nghe hết đường luôn. Rồi đất ơi, lúc đó bà con người ta kéo y y y theo rồi ha. Lúc đó mình sẽ có một câu chuyện kể, và bắt đầu là sẽ có một cái câu chuyện nữa là thì người ta đến đó, người ta trồng những cây bồ đề mà cái nơi mà ông ngồi ông ở đó đó, bây giờ nó lên hàng trăm năm rồi nó vẫn còn ở đó đó. Ai đến đó đảnh lễ hay gì đó nhiều khi nó thành một cái câu chuyện nó lại khác đi. Chứ còn cái hạnh của Sư Minh Tuệ là ngài là ngài nguyện đi bộ suốt đời, đúng không cả nhà? Đó thì giống như bên Ấn Độ cũng vậy, bên Ấn Độ thì cũng có một cái cây là gọi là cây đa, cái bồ đề gì đó mà nơi ngày xưa Đức Phật hay ngồi dưới đó đó cả nhà.
thì bây giờ nó cũng thành là một cái di văn lam thắng cảnh, một cái khu di tích rất là lớn, đúng không? Nó là như vậy đó, đúng không? Nó cũng có một câu chuyện kể cho nhân gian đó. Nhưng mà mình nói gì thì nói nha, rất là quý vì vấn đề cái hành tu Sư Minh Tuệ. Nhưng mà tới thời điểm này mình thật sự mình hơi chán nản về cái sự tận dụng và lợi dụng. Thật sự những kẻ lợi dụng thì bây giờ bắt đầu là nào là xe không đồng, nào là cơm không đồng, là đánh tiếng trước rồi để gom mạnh thường quân đó. Nhưng mình không biết như thế nào đây, mình chỉ mong rằng là cơ quan nhà nước bảo vệ pháp luật thì họ sẽ cho rằng là bây giờ nhà nước bảo vệ cái chuyện mà tu tập này, người ta bảo vệ cực kỳ tốt luôn cả nhà, nên là không có vấn đề gì. Nhưng mà mình chỉ mong rằng là một cái vấn đề nó mình sợ nó xảy ra đây là những kẻ lợi dụng, những kẻ mà coi như là từ thiện đó, đó bắt đầu là lợi dụng vào câu chuyện đó, bắt đầu là họ sẽ âm thầm kêu gọi hay là công khai kêu gọi thì ông nội mình cũng không biết đường nữa, thật sự luôn, chỉ họ mới biết thôi. Nhưng mà Sư Minh Tuệ thì hầu như là cũng có mấy lần phát biểu đó cả nhà, mấy lần phát biểu rằng là con không có kêu gọi cúng dường hay kêu gọi gì hết, ai mà trao thì tự động mà chịu lấy, con không chịu nha. Đó thì Sư Minh Tuệ có nói nó rất là nhiều lần rồi cả nhà đó. Thì mình mong rằng là trong thời gian tới này nó sẽ không xảy ra như cái gì mình dự đoán. Là mình bữa hôm mình dự đoán là Sư Minh Tuệ sẽ ẩn tu thì ngài cũng đã ẩn tu rồi đó. Và mình dự đoán sẽ trong câu chuyện này sẽ, mình nghĩ rằng là nội bộ sẽ lủng củng nữa, quý vị chờ mà xem. Rồi thôi, sáng nay trưa nay mình đưa thông tin như vậy thôi, thì mong rằng được cái sự ủng hộ chia sẻ tất cả với quý vị. Hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong những buổi tiếp theo. Bye bye cả nhà. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, thì cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, à, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha, một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó. Sản phẩm nhà 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 em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa. Một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.